Xin chào các anh em. Làm gì thì cũng phải trả chi phí vận chuyển nhé cô em. Cái đứa nên nhốt thì không ai nhốt vào. Đã rồi, làm gì đâu, đã làm gì đâu. Khổ cực cả ngày mới bắt được một con, vậy mà có đứa còn nói tôi ăn trộm, thật không ngoa tí nào. Khi tôi thèm trà sữa nhưng không có tiền. Cái gì vậy bà nội? Thì ra như em có cho nó mới theo là có thiệt. Nhưng không, em không nở đâu con à. Nguyên tắc của anh chỉ để anh phá vỡ. Rốt cuộc là chẳng còn ta nữa. Trời không phải thèm đâu nha, tại cái lưỡi tôi nó dài cơ địa hồi nào tới giờ. Mày đừng có mồm quát, mày đừng có mồm đi thôi. Tôi đã gặp thiệt hại rất nhiều về mặt cảm xúc. Con bồ này chắc đấy, mũi tội hơi nhiều lông. Ngày đầu tiên ra mắt nhà chồng, tôi kiểu hả? Xong rồi tắt kiểu gì? Không biết sư phụ muốn con đến canh mấy. Công phu của cô em thật tốt đấy. Ngon đấy, múi nào ra múi đó. Khi tôi đang lần chìm vỉa hè thì có chính quyền xuống kiểm tra. Các em phải nhớ, trường học cũng giống như ngôi nhà thứ hai của chúng ta vậy. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Tao 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 chỉ cảnh báo mày một từ, là đừng có đụng vào tao, coi chừng tao téo dớ. Bỏ một đứa xuống làm lộ phí, rồi mấy anh cho đi tiếp. Ok, cảm ơn anh chị em, đừng quên tập thể dục rèn luyện sức khỏe nhé.